đây là cửa biển ở đảo Cô Tô. Chúng tôi ở buồng Vue sur Mer, cửa biển. Chỗ này là một cái bè nhỏ thôi, nhưng mà cũng đẹp. Đây tôi chụp ở cửa sổ buồng, người đi lại. Cho tôi cho xem bãi biển và bãi tàu. Đây là bãi tàu, tôi zoom vào. À, có cái một cái tàu tôi chuẩn bị đi về trên đất.